Hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với video review sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một chiếc máy sới đất đa năng ngồi lái, để những cô chú anh chị nào muốn tìm một cái giải pháp để mình có thể thoải mái hơn, nhàn hơn thì mọi người có thể là ở lại cái video này cùng em để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng, tìm hiểu về một chiếc máy sới đất ngồi lái là như thế nào. Mọi người chỉ cần ngồi lên nó và chúng ta có thể vận hành một cách rất là đơn giản. Chúng ta sẽ ngồi ở đây và chúng ta chỉ cần sử dụng các cái hệ thống cần gạt, chúng ta có thể vận hành được một cái máy to như này mà chúng ta không phải lẽo đẽo đi theo nó. Khi mà ngồi như thế này thì chúng ta sẽ rất là thoải mái, công việc của chúng ta cũng sẽ rất là hiệu quả, mà con người của chúng ta hạn chế được cái mệt nhọc trong quá trình mà mọi người làm việc. Và cái chiếc máy ngày hôm nay Vinmax muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là một chiếc máy sới đất đa năng với model là GL91, và đầu nổ hôm nay chúng ta lắp cho máy đó là đầu nổ 16 HP. Khách hàng của Vinmax thì ở tại Bình Dương nên là khi mà lắp ráp xong thì sẽ vận chuyển bằng xe tải và cho khách. Khách có nhu cầu là lắp đề nổ, khởi động máy nó dễ dàng hơn. Nên phần củ đề, cái chiếc đầu nổ này có trang bị cả đèn sáng. Các bác nông dân làm về tối, về muộn thì mọi người cũng hoàn toàn yên tâm là chạy con này bon bon mà không sợ là trời tối. Đầu nổ của thương hiệu Quan Trai. Ngoài ra thì quý khách hàng còn có thể lắp các cái loại dòng đầu nổ khác nhau của các cái thương hiệu khác nhau, ví dụ như là của Đông Trang hoặc là của Cao Phong. Tất cả các cái dòng đầu nổ trên thị trường đều có thể lắp vào các sản phẩm này. Mát gió nên là chúng ta không cần phải đổ nước trong quá trình mà mình vận hành. Với cái đầu nổ 16 HP này thì dung tích của thùng dầu 15 lít. Ngoài việc đổ dầu ra thì quý khách hàng chúng ta cần lưu ý một chút, đó là để làm mát được động cơ thì mọi người cần phải có nhớt động cơ vào máy. Chúng ta sẽ đổ nhớt động cơ, và đây là vị trí mà nhớt động cơ sẽ được đổ vào máy. Mọi người sẽ mở cái chốt này, và đây là cái thăm để chúng ta có thể mà quan sát được cái lượng nhớt ở trong máy còn nhiều hay còn ít để chúng ta châm thêm để cho máy trơn tru vận hành được bền hơn. Chúng ta sẽ đổ khoảng 2/3 thăm. Người sẽ sử dụng một cái phễu dài để chúng ta có thể đổ cho cách nó dễ dàng. Bánh đà phần bu ly này rất là rộng và bản rất là to, giúp máy của chúng ta hoạt động nhiều giờ đồng hồ liên tục mà vẫn bền bỉ và rất là khỏe. Phần bánh lốp ở đây với chiếc máy này thì được trang bị 3 lốp, bao gồm 2 lốp trước và 1 lốp sau. 2 lốp trước này thì mọi người thấy là bánh khá là lớn, bản rộng và bánh hơi, nên là sau thời gian vận hành thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ kiểm tra và bơm hơi cho lốp. Đây là bộ hộp số của máy. Với cái bộ hộp số này thì mọi người lưu ý đổ dầu hộp số hay được gọi là dầu cầu, các cái dòng dầu của ô tô ấy ạ, để cho cái bộ phận của máy được kết nối với nhau, nó sẽ hoạt động một cách trơn tru. Ở vị trí này dung tích ở đây sẽ là 5,5 lít. Đấy, mọi người sẽ đổ dầu cầu vào đây. Vị trí này là đây là cái phần bánh xích để kết nối giữa phần trục cua roa của với phần động cơ của máy. Người cũng có thể nhìn được cái xích ở bên trong này. Quá trình vận hành máy, mọi người lưu ý là chúng ta sẽ không chạm tay vào cái phận xả này, bởi vì nó khá là nóng nên là nó sẽ rất là nguy hiểm trong quá trình mà chúng ta làm việc. Tiếp đến là phần thân này, mọi người có thể nhìn thấy này, phần thân máy rất là chắc chắn, cẩn thận, và tem dập của model này GN91 này. Khi mà mọi người nhận cái máy này, mọi người cũng sẽ cảm nhận được là cái máy dày dặn và chắc chắn. Chức năng chính với cái chiếc máy này thì mọi người sẽ sử dụng để sới. Với dàn sới ở đây mình lắp là sới 18 lưỡi, bao gồm 9 lưỡi trên và 9 lưỡi rưỡi, mọi người có thể nhìn thấy ở đây ạ. Và rộng của cái bộ sới này sẽ là 70 cm. Ngoài ra thì Vinmax còn cung cấp các cái dòng 90 cm và với các cái số lượng lưỡi khác nhau nữa ạ. Đây là cái bộ phận chắn cao su ở dưới này cũng khá là dày, để khi mà sới đất này, đất nó sẽ được đánh lên. Đất đánh lên thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà đất nó bắn lên về phía đằng sau này, bắn lên chân của chúng ta. Thì nhờ cái bộ phận chắn này thì đất sẽ không bị bắn nữa. Phần phía sau đây là phần phía ghế ngồi. Đây là vị trí ngồi giúp chúng ta thoải mái trong quá trình mà chúng ta làm việc, sẽ đỡ mệt hơn. Đây là hai cái phần chân lên để lên xe, cũng như là chúng ta có thể là điều chỉnh hướng của cái máy này. Mọi người điều chỉnh hướng bên nào thì mọi người đẩy bánh về phía bên đấy. Và ở phía đằng sau này là cũng là bánh lốp, chúng ta phải bơm hơi vào cho lốp để cho chúng ta di chuyển vận hành thì sẽ dễ dàng hơn. Và đây là các cái vị trí đặt các cái cần gạt, chúng ta có thể vận hành được cái chiếc máy này. Có hai phần tay côn để ở hai bên, bên trái và bên phải. Chúng ta sẽ có tay ga ở bên phía tay phải để chúng ta có thể thao tác một cách dễ dàng. Ta muốn đi nhanh, đi chậm, về số thì mọi người sẽ phụ thuộc vào cái cần này. Gạt về phía này thì là sẽ đi chậm,
Và khi mà chúng ta về số thì chúng ta sẽ gạt xuống đây, cấp số. Để qua bên trái thì là số chậm, bên phải là số nhanh, về giữa là mo lên số 2, hoặc là đây lên số 2 hoặc sang số 3. Vị trí này thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái bộ 18 lưỡi ở bên dưới. Chúng ta sẽ đánh sới chính là tùy thuộc vào cái đất của chúng ta mà chúng ta sẽ chỉnh cái chốt này. Nhiều khách hàng chưa biết được là di chuyển ở trên đường chẳng hạn, làm sao để chúng ta có thể nâng được cái phần lưỡi sới lên, thì mọi người sử dụng bằng cái cần ở đây. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ thì cái hệ thống lưỡi sới của chúng ta sẽ hạ xuống, tiếp xúc với đất nó sẽ gần hơn. Quay ngược theo chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ thu cái bộ sới lên để chúng ta có thể di chuyển vận trên đường một cách dễ dàng. Phụ kiện đi kèm theo máy ở đây thì cha là kiểm soát cái lọc. Ngoài ra thì có các cái phụ kiện tháo lắp cũng như là một cái khởi động bằng tay quay. Với cái khởi động tay quay này thì như khách hàng nào mà mình đã lắp đề nổ rồi thì rất ít khi mà khách hàng cần dùng. Chỉ trong một vài trường hợp củ đề của chúng ta gặp vấn đề thì mọi người mới phải sử dụng cái tay quay thôi. Còn nếu không thì hầu như là không cần đến sử dụng đến cái tay quay. Mọi người muốn chạy ở ruộng nước thì mọi người sẽ mua thêm dùm em cái bộ bánh lồng để thay thế vào vị trí của cái bánh lốp hơi này, để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển được ở các cái ruộng nước. Với cái chiếc máy đa năng này thì giúp đất của chúng ta được cải tạo này, sẽ làm tơi xốp đất này, đất mà chúng ta cần cày sới để chúng ta trồng hoa màu, thì cái chiếc máy này cũng đảm nhiệm một cái chức năng rất là quan trọng. Nhờ có con máy này mà các bác nông dân của chúng ta sẽ nhàn hơn. Mức chi phí bỏ ra như vậy nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại là cực kỳ cao, giúp mà giải quyết được rất là nhiều vấn đề gặp phải của bà con nông dân. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này hoặc là mua hàng thì quý bà con có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024 38 38 3456, hoặc mình có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website của Vinmark thì có rất là nhiều các cái model khác nhau để phù hợp cho từng nhu cầu của quý khách hàng, cũng phù hợp với cái chi phí mà mình bỏ ra. Cảm ơn quý cô chú anh chị và bà con nông dân mình đã xem video này của em. Có câu hỏi, có thắc mắc nào về sản phẩm hoặc là cần giải đáp về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ hoặc là comment ở dưới bài viết để Vinmark có thể giải đáp được những thắc mắc của mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt ạ.